nhái màu hâu đầm đìa rồi. Anh em có vượt qua ngàn gian khó, bước vào khát vọng tiền phong, là lẽ sống anh em là.
viên Ban Thường vụ Thị ủy, trưởng ban Ban Tuyên giáo huyện Hòa Nhơn. Kính thưa đồng chí Trần Thị Thảo, ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Nhơn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, phụ huynh học sinh cùng các em, phụ huynh học sinh cùng các em học sinh. Sau đây tôi thay mặt lãnh đạo nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2023-2024. Một, tình hình học sinh và viên chức. Về học sinh, tổng số học sinh hiện nay là 1.319 em. Tổng số lớp là 30 lớp, 10 lớp 12, 10 lớp 11, 10 lớp 10. Để nói lên suy nghĩ của mình, để gửi đến các thầy cô giáo những lời dễ dị nhất, những cảm xúc chân thành nhất khi mà chúng em sắp phải rời xa mái trường này. Mới đây thôi mà đã 3 năm học trôi qua, 3 năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên chúng em bước vào ngôi trường mà mình hằng mong ước, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trâm. 3 năm, quãng thời gian quá ngắn ngủi so với cuộc đời của mỗi con người, nhưng cũng đủ để mỗi thế hệ học trò chúng em gắn bó với nơi đây, gắn bó với thầy cô, với bạn bè. Và năm ấy đã để lại bao kỷ niệm buồn vui, để rồi khi rời xa, mỗi người đều giữ cho riêng mình một khoảng trời ký ức, nên mở đầu cho biết bao dự định, bao kế hoạch học tập của thầy và trò. Với chúng em, khóa học sinh lớp 12, niên khóa 2021-2024, thì đây là một mùa hè đặc biệt, mùa chia tay để đi đến chân trời mới. 12 năm học sắp đi qua, tuổi vô tư, bồng bột, tuổi học trò chỉ còn là những hoài niệm nhạt nhòa của một miền quê ấp xa thẳm. Sẽ nhớ lắm những tháng ngày thầy cô cùng mình miệt mài bên trang sách, làm sao quên được những buổi học giữa ngày hè nắng voi oi ả, những ngày đông rét buốt. Nhớ lắm những khoảnh khắc tươi vui của các tuổi học trò hồn nhiên và nghịch ngợm dưới mái trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trâm yêu dấu. Trong không khí đầy xúc động, chúng em xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc đến những người lái đò tận tụy đã không quản ngại ngày đêm, khó khăn, vất vả để trang bị kiến thức, phẩm chất, kỹ năng tốt nhất cho những đứa con của mình. Thầy cô đã mang đến cho chúng em những bài giảng quý báu về tri thức, đã dạy cho chúng em đạo lý làm người, biết thế nào là lễ phải. Chúng em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập và để giúp chúng em nên người. 3 năm, chúng em được học tập dưới mái trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trâm. 3 năm, chúng em được trưởng thành trong vòng tay yêu thương, dìu dắt, nâng đỡ, dạy bảo của các thầy cô. Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu yêu thương mà thầy cô dành cho những đứa học trò nhỏ, chúng em sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Tình cảm đó thật thiêng liêng và vô giá biết nhường nào. Những tri thức và bài học về cuộc sống mà thầy cô truyền dạy ngày hôm nay sẽ mãi mãi là hành trang vững chắc nhất cho chúng em tự tin bước tiếp trên con đường tương lai, hướng tới ước mơ của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các
thưởng trị giá 500.000 đồng. Giải ba, một giấy khen và phần thưởng trị giá 400.000 đồng. Giải khuyến khích, một giấy khen và phần thưởng trị giá 300.000 đồng. Cá nhân, học sinh xuất sắc, một giấy khen và 10 quyển vở. Học sinh giỏi, một giấy khen và 6 quyển vở. Học sinh tiên tiến, một giấy khen và 3 quyển vở. Xin chúc mừng và mời đại diện các tập thể lớp đạt giải lên sân khấu để nhận thưởng. Lớp 11A1 đạt giải nhất. Lớp 11A2 đạt giải nhì. Lớp 11A8 đạt giải 3. Lớp 11A10 đạt giải 3. Lớp 10A2 đạt giải khuyến khích. Lớp 10A7 đạt giải khuyến khích. Lớp 10A8 đạt giải khuyến khích. Lớp 12B1 đạt giải khuyến khích. Và lớp 12B2 đạt giải khuyến khích. Xin mời đại diện các lớp chúng ta khẩn trương anh. Kính mời thầy Nguyễn Văn Thọ, hiệu trưởng nhà trường lên trên để trao thưởng cho các tập thể đạt giải. Tiếp theo xin mời các em học sinh xuất sắc của khối 10. Thank you.
đề nghị chúng ta cho tràng pháo tay thật to để chúc mừng các em học sinh giỏi. Nhắc lại xin mời các em học sinh giỏi của lớp 12B10 chúng ta di chuyển qua bên đây. Thầy thầy đọc tên thì chúng ta lên sân khấu cho nhanh. Các em lớp 12B10 chúng ta khẳng trương đây. Để chuẩn bị lên sân khấu để nhận thưởng. Trao thưởng cho các em học sinh giỏi. Tiếp theo xin mời các em học sinh giỏi của lớp 12B3 chúng ta di chuyển lên bên trên bên cạnh sân khấu để chúng ta lên sân khấu cho nhanh. Nhắc lại một lần nữa, mời các em học sinh giỏi của lớp 12B3 chúng ta di chuyển lên. Cho tràng pháo tay để chúc mừng các em. Thank you.
Đề nghị chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng các em học sinh giỏi. Chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng các em học sinh giỏi. Mời các học sinh giỏi của lớp 12 và 9 chúng ta khẩn trương lên trên cánh gà đây để chúng ta lên sân khấu cho nhanh. Của lớp 12 và 9 em Cao Thị Lan Anh, em Nguyễn Quốc Bảo, em Phạm Thị Bắc, em Ngô Nguyễn Mai Duyên, em Phùng Thị Thu Hà, em Nguyễn Thục Hăng, em Nguyễn Văn Hăng, em Nguyễn Dương Hiển, Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Trần Gia Kiệt, Nguyễn Trần Bích Loan, Nguyễn Thành Long, Lê Thị Bích Ngân, Lữ Thị Hồng Ngọc, Đỗ Hoàng Nhật, Võ Thị Yên Nhi, Trương Tâm Như, Nguyễn Trương Tố Quyên, Trần Quang Thiên, Đặng Duy Thiết, Nguyễn Minh Thông, Bình Thanh Thuận, Phan Thị Thương, Mai Thị Thùy Trâm, Trần Thị Trọng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Cao Văn, Lê Đức Vinh, Võ Thị Yên Vi. Xin kính mời thầy Ngô Văn Khánh và anh Nguyễn Quốc Thịnh đại diện cho câu lạc bộ bóng đá của nhà trường sẽ cùng lên trao thưởng cho các em học sinh giỏi. Một số em lớp 12 và cũng đề nghị cho giáo viên chủ nhiệm lên cái phòng học của lớp mình, một số em nào mà ở trên đó mời hết xuống như này đi. Xin mời học sinh giỏi của lớp 11A2. Diễm, Huỳnh Hữu Duy, Trần Thị Nhật Hảo, Đỗ Hồ Trần Hoàng Huy, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Ngọc Khánh Linh, Nguyễn Trần Phương Linh, Trương Khánh Linh, Lê Thị Hà My, Nguyễn Trà My, Trần Ly Na, Lương Đinh Nguyên, Nguyễn Đức Duy Nhất, Lưu Quế Nhi,
La Cẩm Nhung, Trần Nhật Dư Quỳnh, Vinh Thanh Tây, Nguyễn Minh Thanh, Võ Thùy Trâm. Nguyễn Dương Quốc Tuấn, Ngô Huỳnh Vũ. Xin mời thầy Nguyễn Văn Đạt và ông Nguyễn Thành Tinh lên trao thưởng cho các em. Thông báo cho các em học sinh giỏi của lớp 11A5 và 11A6, A7, chúng ta di chuyển lên bên cánh gà của sân khấu. Nhắc lại các em học sinh giỏi của lớp 11A5, 11A6, 11A7, chúng ta di chuyển lên bên cánh gà của sân khấu. Đề nghị chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng các em học sinh giỏi. Xin cảm ơn thầy Đạt, Nguyễn Thanh, Thị Phi Ni, Trần Thị Mai Phương, Mai Phượng, Nguyễn Lâm Như Quỳnh, Phạm Lan Thi, Phạm Thị Kim Thoa. Xin kính mời thầy Nguyễn Thanh Tăng và anh Trần Ngọc Hiếu sẽ lên trao thưởng cho các em học sinh giỏi. Tiếp theo mời các em học sinh giỏi của lớp 11A8, chúng ta di chuyển lên bên cánh gà của sân khấu. Nhắc lại các em học sinh giỏi của lớp 11A8, chúng ta di chuyển lên bên cánh gà bên này của sân khấu. Thảo, em Nguyễn Hùng Thịnh, em Phạm Thị Ngọc Trâm, em Nguyễn Ngọc Trinh, em Nguyễn Đình Vĩ. Xin kính mời thầy Tăng và Trần Hiếu tiếp tục trao thưởng cho các em. Cảm ơn thầy Tăng và
nghị chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng các em học sinh giỏi. Xin kính mời thầy Nguyễn Tấn Thành và thầy Nguyễn Thanh Tuấn sẽ cùng lên bên trên trao thưởng cho các em ạ. Em Trần Nguyễn Hà Linh, em Lê Trọng Hiếu, em Phan Thu Hằng, lớp 10A5, em Nguyễn Phan, Hà Mỹ Việt, em Đinh Thị Vi Thùy, em Bùi Mai Quỳnh, em Nguyễn Thị Diễm My, em Phan Đức Lộc, em Trần Văn Hiếu, em Nguyễn Hoàng Bảo Hân, em Huỳnh Huyền Từ Anh. Xin kính mời thầy Tuấn và thầy Thành tiếp tục trao thưởng cho em. Mời các học sinh của lớp 10A, học sinh giỏi của lớp 10A6, 10A7 chúng ta di chuyển lên bên cánh gà của sân khấu. Nguyễn Thanh Vinh, Nguyễn Thị Huyền Trâm, Phan Thành Tài, Võ Thùy Nhân. Ba Phạm Thảo Nguyên, Lâm Thảo Ngân, Nguyễn Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Hồng Lan, Trương Trà Văn Kiều, Ngô Nguyễn Trung Kiên, Trương Bá Huy, Phan Đoàn Quang Huy, Cao Thái Hòa, Nguyễn Ngô Dĩ Hiên. Cẩm Tú, Thùng Võ Như Thương, Nguyễn Thị Minh Thư, Huỳnh Thị Ngọc Quy, Lê Vũ Uyên Nhi, Nguyễn Thị Tiên Nga, Nguyễn Trần Hà My, Trương Nguyễn Khánh Ly, Võ Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Anh Kiều, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Huỳnh Trần Gia Hân, Nguyễn Đặng Lan Anh. Xin mời cô Nguyễn Thị Hoàng Hương và ông Trần Ngọc Tâm trao thưởng cho các em. Quý thầy cô
đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Và nhắc các em học sinh lớp 12 này, những em mà đã nộp hồ sơ thi lái xe hạng A1 á, nhớ sáng mai chúng ta có mặt tại trường để khám sức khỏe nha.